video này. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn 4 cái kinh nghiệm để phát triển công việc kinh doanh online bền vững và lâu dài. Điều đầu tiên đấy chính là bạn cần phải xác định khách hàng mục tiêu. Bạn cần phải xác định được khách hàng mà mình muốn phục vụ là ai. Phải vẽ chân dung của họ ra thật cẩn thận và chi tiết. Đấy chính là bạn cần phải xây dựng nhân khẩu học, ví dụ như tuổi, giới tính, trình độ văn hóa, vùng miền và nghề nghiệp. Và bạn cần phải biết được sở thích, tính cách, hành vi mua sắm và trở ngại khi mua hàng của họ. Ví dụ như khi bạn bán một cái sản phẩm chức năng sử dụng công nghệ của Đức và sử dụng tế bào gốc, thì cái đối tượng mà bạn hướng đến ở đây là ai? Đấy là những người trung tuổi có thu nhập từ 10 triệu trở lên và thu nhập của họ ổn định. Họ quan tâm chăm sóc sức khỏe chủ động, họ thích sử dụng những công nghệ hiện đại, họ thường xuyên mua những cái món hàng về chăm sóc sức khỏe và biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Trở ngại khi mua hàng của những khách hàng này đó là sản phẩm của bạn quá đắt và họ chưa có trải nghiệm cũng như chưa có nhân chứng để họ có niềm tin mua hàng của bạn. Vâng, và vấn đề thứ hai mà mình muốn chia sẻ đó chính là làm thế nào để họ có niềm tin mua hàng của bạn. Vâng, bạn cần phải là ai thì họ mới mua hàng của bạn? Và câu trả lời đấy chính là bạn cần phải xây dựng nhân hiệu cá nhân cho mình. Ví dụ như khi mà bạn bán những cái về sản phẩm về thực phẩm chức năng thì bạn cần phải là chuyên gia về dinh dưỡng, hoặc bạn có kiến thức về sản về sức khỏe, ví dụ như dược sĩ, bác sĩ. Khi đó thì họ bạn sẽ có những cái kiến thức về chuyên môn về chăm sóc sức khỏe. Như vậy thì khách hàng của bạn mới tin tưởng bạn và họ mới mua những cái sản phẩm mà bạn bán. Điều thứ ba mà mình muốn chia sẻ đấy chính là bạn cần phải cho dồi về cái kỹ năng marketing, kỹ năng chốt sale cũng như là những kỹ năng bán hàng ở trên mạng xã hội và sử dụng công nghệ về mạng xã hội, sử dụng những cái công nghệ về máy tính. Vâng, khi mà mình mới bắt đầu kinh doanh online thì khách hàng ủng hộ mình đầu tiên sẽ là những người thân, nhưng sau đó những cái nguồn khách hàng người thân của mình họ cũng sẽ cạn kiệt dần và mình cần phải khai thác đến đó chính là mạng xã hội. Mạng xã hội hiện nay đang rất là phát triển, chính vì vậy mình cần phải thành thạo sử dụng công nghệ về mạng xã hội, và khi đó thì mình cũng như là sản phẩm của mình sẽ được nhiều người biết đến và họ sẽ tin tưởng mình, họ sẽ mua hàng của mình nhiều hơn. Đồng thời khi mà vậy thì khách hàng họ sẽ giới thiệu sản phẩm của mình đến với bạn bè của họ, vì chúng ta sẽ không bị